Xin chào các bạn, tôi chắc rằng khá nhiều người khác cũng đang xem kênh này như các bạn. Đây là trận đấu giữa hai đội Arsenal và Manchester United mà chúng tôi đang rất mong chờ. Manchester United against Arsenal. One goal. Wayne Rooney cản phá cú sút bóng thành công, được hưởng phạt góc. Ronaldo lên. Trọng tài cho họ hưởng quả đá phạt trực tiếp. Lai. One goal. Harry Kane. Họ đã chặn được tấn công nhưng bóng lại không giữ được. Wayne Rooney. Harry Kane. Đều. เขาแย่งบอลได้ฟิลิปลามโรเบนอังเกลดิมาริอา ngay cả khi cố gắng hết sức mình thì trong trận đấu này phía trước vẫn là một con đường đầy khó khăn cho Manchester United. Một pha tranh chấp quyết liệt và anh ấy đã mất bóng. Essien one goal. Harry Kane cơ hội đến với anh ta rồi. Anh ấy đã băng lên và cản phá thành công, đọc tình huống rất tốt, cầu thủ đã can thiệp vào đúng thời điểm quyết định. Và trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục. Đó thực sự là một phép lợi thế rất hợp lý. Pha cản bóng khá rắn nhưng hợp lệ. Lai. One goal. Gareth. Khoảng trống được tạo ra. Đây chính là cơ hội từ quả sút phạt trực tiếp này. Vâng, điều đó thực sự điên rồ. Tôi không hiểu anh ta đã suy nghĩ gì nữa. Anh ấy sẽ tung ra cú đá phạt khá tốt nhưng thủ môn đã bắt được bóng. Sergio Ramos. James. Marcos Rojo. Đây là cơ hội ném biên vào phần sân đối phương dành cho cầu thủ Arsenal. Vâng, rất sắc bén, anh ấy suy nghĩ nhanh và đưa ra pha xử lý để chặn đứng cơ hội ghi bàn. Anh ấy cản phá, nhưng bóng vẫn trong sân. Hãy phá bóng ở đây ra. Thủ môn đã đá bóng thẳng ra ngoài. Gareth Bale. Ibrahimovic. Robben. Hoàn toàn có thể có cơ hội nguy hiểm trong tình huống này. Wow! Bóng đã vào lưới. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số là 1-0. Angel Di Maria. Marco Rojo. Sergio Ramos. Đều. Robben. Cầu thủ chủ chốt của họ đang bị chấn thương. Hàng tấn công của họ bị đe dọa. Điều này rất quan trọng. Tôi hy vọng họ sẽ tìm ra được giải pháp tối ưu. Họ hoàn toàn không muốn mất cố máy làm bàn của mình chút nào. Trọng tài cho Manchester United một quả đá phạt trực tiếp. Wayne Rooney. Lai. Một cú sút về phía khung thành. Tỷ số đã được cân bằng, một bàn thắng quan trọng. Bàn thắng được ghi bởi cú sút tầm thấp đi thẳng vào khung thành. Vâng, bạn phải điều khiển bóng tốt khi ở trong phạm vi này. Anh ấy có hai khả năng xuất sắc, làm chủ bóng và ghi bàn. Chúng ta đã trở về thế cân bằng 1-1. Robben. Philip Lahm. Tiếp tục hiệp 1, cả hai đội vẫn đang ở tỷ số hòa. Vâng, một quyết định vô cùng quan trọng đến từ trọng tài vào khoảng thời gian giữa của trận đấu. Thẻ đỏ rồi. Đám đông đang rất hỗn loạn vì quyết định của trọng tài. Một thì hưởng ứng, còn một thì bác bỏ. Cá nhân tôi cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định đúng trong tình huống vừa xong. Họ thích phối hợp chuyền bóng theo cách này. Robben. Một pha chạy trốn rất hay. Anh đã thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ. Hai bàn thắng, rõ ràng anh ấy đã có được một phong độ thi đấu rất tốt. Cơ hội đã được tận dụng rất tốt. Bàn thắng giúp họ nâng cách biệt với đội bạn. Thật ngạc nhiên, tôi nghĩ họ đã ngỡ mình có bàn thắng ở phút cuối. Nhưng một pha phản công nhanh đã diễn ra và cứu dứt điểm hoàn hảo. Tỷ số của trận đấu đang là 2-1. Wayne Rooney. Angel Di Maria. Harry Kane. Yaya Touré.
Robben, Essien, Marcos Rojo, Philip Lam, Angel Di Maria. Đó là pha cắt bóng của Mats Hummels. Gareth Bale cho Yaya Touré. Anh ấy ra tín hiệu và đã nhận được đường truyền bóng trở về. Họ đã giành được quyền kiểm soát bóng từ pha cản phá. Ibrahimovic, Robben, Angel Di Maria. Xác định đúng hướng bóng và xử lý thành công. Sân Old Trafford ngày càng được mở rộng. Họ đã tạo nên một sân vận động ngày càng đẹp hơn. Tôi vẫn nhớ rõ sân cũ như thế nào. Một bàn thắng đẹp mắt và họ đã ghi bàn. Ra ta cách biệt và hy vọng tới chiến thắng là rất cao. Vâng, thỉnh thoảng Ronaldo cũng gây thất vọng, nhưng không phải trong tình huống này. Tỷ số là 3-1, trận đấu đã có 4 bàn thắng. Yaya Touré cho. À, đó là một pha đánh chặn. Hậu vệ bóng đài phát đền, không có nghi vấn nào ở đây. Thực hiện pha bóng rất tốt. Vâng, họ hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Bảng tỷ số đã cho ta thấy điều đó. Gareth Bale. Pha xử lý kỹ thuật không thể tuyệt vời hơn. Rất tốt. Cầu thủ này có một kỹ năng xử lý bóng tốt. Giữ vững nhịp độ trận đấu tốt. Chuyền bóng tốt. Vâng, cơ hội đây rồi. Đó là một hat-trick dành cho anh ấy. Quá xuất sắc. Vâng, anh ta đã và đang thi đấu rất tốt. Vâng, đây là trận đấu một chiều. Đó là quả đá phạt cho United. Ibrahimovic. Bóng đang thuộc về bên còn lại. Anh ta cho phép trận đấu tiếp tục. Tôi nghĩ anh ta đã làm đúng. James. Tôi đang tự hỏi không biết bao giờ anh ấy mới trở lại đúng phong độ của mình. Cầu thủ này đang thi đấu rất tồi. Anh ta cần phải dứt nó ra và thi đấu tốt hơn. Trận đấu vẫn còn lại 7 phút. Harry Kane. Và đá phạt góc sẽ được thực hiện ngay tại đây. Anh ta đánh đầu về phía khung thành. Bóng lăn qua vành vô rồi. Vào! Đây quả là một trận đấu bám đuổi cực kỳ kịch tính. Anh nói chính xác. Chỉ phút trước thôi họ còn đang bị dẫn trước. Thì ngay lập tức với một cơ hội có được, họ đã tận dụng nó thành công và ghi bàn. Robben để mất bóng rồi. Đây là một cú sút để tạt bóng vào. Bóng đi ngay vào chân hậu vệ rồi. Đường truyền dài này hoàn toàn không tốt chút nào. Chris Smalling, Angel Di Maria. Tôi nghĩ anh ta đã giành được quả bóng, một pha cản phá tuyệt vời. Và trận đấu đã kết thúc. Arsenal là những người chiến thắng.